Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học GIS của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cây cuối cùng của thằng thầy Múp nhá, để mình chuyển sang cái cây về tăng giảm cái thằng số lượng nhá. Bạn để ý cho mình này, thì mình có là mình đã đi Múp thành công rồi, đúng không ạ? Nhưng đến cái phần tử cuối cùng này, các bạn thấy không? Nó vẫn ra con số 00 đây vẫn đúng thôi, nhưng mà là gì? Là bài toán của mình là mình muốn là gì? Khi người ta không còn cái sản phẩm nào mình phải ra một cái giao diện là gì, tức là không có sản phẩm trong cái giỏ hàng cực kỳ đấy, đúng không ạ? Chứ không thể để con số 0 này. Và các bạn mở cái tab Concern lên giúp mình. Thì để làm cái bài toán mà để cho mình nhá, lần đầu gender này, cái cạc là 3 phần tử đúng không ạ? Mình xóa đi. Lần gender thứ hai nhá. Lần thứ hai đây là 0. Đây các bạn, đây chắc là mình xóa mất cái y cộng cộng rồi. Đây mình bỏ lại y cộng cộng các bạn nhá. Mình nói lại lần đầu tiên đúng không ạ? Start 1 này tăng lên này, lần gender thứ hai là còn 2 phần tử đúng không ạ? Gender thứ ba thì còn 1 phần tử. Khi mình click vào đây thì mình mong muốn là ra cái giao diện lần gender cuối cùng này, này đúng không ạ? Ra cái giao diện là không còn sản phẩm nhà hàng đúng không ạ? Khi các bạn click thì mua này đúng không ạ? Thì cái thằng cạc S này nó bằng ngay tức bằng bằng rộng ạ, sau đó render em ra cái này. Thế trước khi mà như vậy thì các bạn để ý cho mình này, khi ở lần cuối gender đúng không ạ, thì cái thằng cạc này là đã lấy giá trị bằng rỗng rồi đúng không, nhưng do là mình không return gì ở đây cho nên là nó chạy vẫn chạy về đây đúng không, vẫn chạy về đây và nó chỉ ra được cái raw bát này đúng không, và con số 0 thôi. Các bạn thấy này, đấy, nó vẫn chạy xuống cái dòng dưới này hiển thị giao diện các bạn nhé. Và đến lần cuối thì mình muốn check là gì, mình chỉ cần gì if ạ, các bạn check if cho mình là gì, cái cạc này ở lần gender cuối ấy, chấm len tính chiều dài của cạc, tức là đếm cái độ dài của cái mạng nó bằng bằng gì, không bằng không các bạn nhé, bằng không thì các bạn return luôn thì nó sẽ không chạy xuống cái dòng này đúng không, bạn return chẳng hạn cái gì, return cái H2 chẳng hạn này, cái H2 này là rõ hàng rỗng nhá. Mình ví dụ thế đi. Rồi, các bạn thấy không, nó đã ra trừ rõ hàng rỗng rồi đấy. Mình đón lại trang này mình xóa nhá. Đấy, lần cuối cùng này, các bạn thấy không? Nó chạy đến cái nó chạm kịch đến cái chỗ trừ này đúng không? Thì nó cạc là bằng không thì nó sẽ return luôn. Thì đây mình có chuẩn bị một cái giao diện nhìn nó đẹp hơn tí, các bạn copy lên giúp mình nhá. Đây. Có bỏ vào cái chữ rõ hàng này. Đấy, thì mình có section cả class name bằng cạc này. Ở đây mình có header này, có H32 và có H4 cạc, có class empty cạc đúng không ạ? Thì mình đã style rồi đấy. Thế bạn thấy là khi mà mình load xong thì nó đã nhận rồi này. Đúng không ạ? Rồi. Video này mình sẽ kết thúc cái phần demo các bạn nhé. Các bạn cố gắng ôn kỹ cái phần này, bởi vì là thực tế cái phần tăng giảm này thì nó cũng là những kiến thức giống như cái phần demo thôi. Khi các bạn đã hiểu rõ cái demo thì các bạn tự mình làm cái phần tăng giảm này đi ạ, đúng không? Các bạn tự làm hai phần này đi. Bởi vì là khi mà các bạn mà nhìn người khác code ấy, các bạn code lược là một chuyện, mà các bạn này tự mình code thì các bạn sẽ tự tự mình phân tích được những cái câu hỏi, các bạn sẽ tự đặt cho mình câu hỏi vào. Các bạn tự giải quyết được thì các bạn sẽ là ok bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.